các cô chú và các bạn. Hôm nay Song On Channel sẽ review một món đồ chơi. Đây là món đồ chơi hát chim muông. Còn đây là món đồ chơi gì đó? Tụi con nó lớn lên nó không nghe được. Đồ chơi gì? Đây là món đồ chơi khỉ lông. Này, slam. Ở đây có một cái nút ở đây di chuyển nó. À, slam slam. Là mình bấm nó sẽ nổi. Ngô hay vậy. Rồi, mở ra đi. Thì Song Anh sẽ review một món đồ chơi. Bây giờ Song Anh sẽ xé món đồ đây. Mình sẽ bấm vô cái dòng cổ của nó thì nó sẽ hát. Nhạc nó hay lắm á nha. Rồi chị xé cho. Biết rồi. Ở cái này cũng có mấy cái dây chuyền à, ở dưới đây cũng có mấy con dây chuyền này ha. Bây giờ mình đang có con này. Đang có con này ha. Đây là con Twilight Sparkle. Con này là Rainbow Dash. Con này. Con này là gì tôi không biết luôn. Này là con này không biết. Con này không biết tên gì đó. Vậy mở thôi. Ta phải lấy cây kéo nè bạn ơi. Quân Anh ơi, Quân Anh. Ê khoan. Ê mà đang có con này không? Đó, mình có con đó. Con đó là người ác nhưng mà bây giờ nó là người tốt rồi. Ừ, nó thấy nó là... chung đội với lại cái con này. Con đó nhìn ngầu quá. À hả. Ngầu như cục xíu. Đi giúp chợ. Cái chừng á, cái chừng đâm nguyên người em á. Coi cái gì? Sai. Quá sai. Mẹ bà đi. Đừng chừng trời chi. Xí ra đi. Đừng chừng trời chi. Hô hô. Hà hà. Chị xé cái của chị rồi. Không được. Nó khỏi đợi ha. Ai? Rồi dính. Mình sẽ mở ra xem cho các bạn xem. Đây là con búp bê. Nó lại có tác dụng gì? Hãy xem và đọc kỹ ở dưới đây. Đây là chị biết ăn. Bởi vì mình không biết đọc nên mình mới kêu miết bọn mình đọc. Đẹp quá. Dễ bắt đẹp. Tốt nghiệp. Trời ơi, người ta dễ đẹp hơn ở trong. Búp bê này búp bê gì vậy? Dạ, búp bê này là búp bê tên gì á? Đưa cái tên cho ba xem coi. Nè, cái tên của nó nè, ba đọc giùm đi. Sunset. Sunset hả? Shimmer. Shimmer, sunset shimmer. Sunset shimmer. Tên yes. Con này đẹp vậy. Đúng rồi, nó còn ngầu nữa. Chị thích con này nhất luôn. Ai biểu chị không? Chị không mua. Bây giờ chị muốn siêu tập hát chim mô. Chứ chị đâu có thích búp bê đâu em biết. Mà em hỏi là cái gì nữa. Trời ơi tóc của cái búp bê đổi đỏ quá ha. Đẹp, không ảo quá, đẹp quá. Nó là lửa. Ở con này có tài năng lửa. Nó đúng. Chị là lửa rồi, chị thích nha. Lửa lắm luôn. Nè tóc nè. Em bị vướng tóc nè. Đừng cắt tóc em luôn á nha. Còn chừng cắt đứt tóc luôn á búp bê đó. Em này là chuyên gia mà. Chuyên gia thích búp bê. Biết sao không? Hồi nãy em muốn mua búp bê á gì? Búp bê Superman gì mà? Superman cái gì? Gì quên rồi mà hả? Hồi nãy em muốn mua búp bê gì mà? Superwoman đúng rồi. Em muốn mua búp bê Superwoman nhưng mà không có. Nó mới mua cái này. Trời ơi. Thôi ta kệ đi. Cái đó không thường. Hay là em đưa chị cắt giùm cho. Ê đây. Khoan. Ê. Ôi. Trời ơi. Xé tóc. Đây chị xé đi. Đây nè. Dùng kéo đi. Để chị phải cắt đi. Ủa em cắt cho bà. Ô tóc nó mượt quá à. Ừ, tóc bên này nó mượt. Bởi vì mình chơi hoài nó bị dễ. Mẹ xé cái đầu nó chùm con đi. Cái đầu nó cứng quá sao rồi. Chết đầu em rồi.
quay đầu chết. Ê, để các cậu thông coi. Đây đua đây. Mượt mà ông ta xuống. Ba quá trời. Ở cái này là mai bằng kim chỉ hết rồi anh. Chứ sao? Người ta thọt cái kim vô đầu nó quá trời lỗ xong. Xong mình cắt qua, mình cắt cái tóc nó ra xong mình thấy quá trời lỗ lủng luôn. Có nhiều người tóc bị búp bê bị rối á, đừng có quơ kéo vô mặt người ta. Bị rối á, xong ta cắt hết tóc búp bê ra xong người ta lấy cái tóc búp bê bằng cái vải. Không phải bằng vải mà là cái mai. Người ta lấy cái sợi dây mai á ta mai vô đầu nó. Xong nó thành một cái tóc mới vậy. Thôi con lo cái của con đi. Không, con phải đợi em. Nè tóc đẹp ghê. Xong rồi nè. Xong rồi đó. Chị làm cái của chị đây. Rồi ok baby. Review cho em bé đi. Review cho em bé Bi đi. Nó là áo. Đây là Hachimo hả? Dạ cái này là Hachimo lâu đài của Hachimo đấy. Cái này mới mẻ. Cái đó ai chả biết. Nhưng mà đầu tiên mình phải xử lý cái việc này. Xúc xích hả? Nhưng mà phải có tờ giấy hướng dẫn chứ. Tại sao lại... Ê con này dễ thương. Biết. Ủa nhưng mà phải gỡ ra sao? À đây nè. Cái này bị dán keo. Rồi review đi. Tóc con này dài. Review đi thì hắn. Review đi ba đây. Ở kìa. Ủa chị rồi review của chị đây. Không nhưng mà em đã mở ra sẵn rồi thì em cũng quay review chứ. Trời ơi, ta làm xong rồi chị ta. Ủa? Khó cắt quá mẹ. Hỗ trợ. Cái gì ạ? Hỗ trợ mà. Trời ơi, không cắt được nè mẹ. Trời ơi, sexy quá. Yeah, hỗ trợ. Thôi, rồi đi, review nguyên con đi. Bấm nút, sao? Ủa em bấm rồi. Nhưng mà hồi nãy đừng cất vô hộp. Bây giờ chị review của chị đi. Nhưng em phải review của em chứ. Em đã mở ra rồi, em không hiểu chị nói. Hai đứa này cứ nói hoài. Nói hoài cuối cùng rồi, không thấy nào review quá. Cái gì vậy? Baby, yeah. baby con. Em phụ chị cứ phụ đi. Em nói. Ê, hay là em mở một cái trứng rồi em chừa chị một cái trứng rồi. Em đi. Mà phi để chị gỡ ra chứ. À da. Ước gì mẹ? Ước gì có bà thẻ để bà thẻ bính cho con này. Ừ. Con này ngủ.
Hôm mốt bà Thể qua đây chơi, kêu bà Thể chúng mẹ lên mẹ lùi lắm, mẹ lùi lắm. Ờ đúng rồi, mẹ không thắc bính. Ờ mẹ lùi thắc bính lắm. Ờ có bữa chị thấy á, mẹ thắc bính cho chị á. Ừ, mẹ cũng thắc. Nhưng mà nhiều lần tập văn nghệ mới thắc cho. Đây là thắc cho đẹp. Nè, đây là bản đồ của Hachimo đang sống nơi là. Hình như mình có ngôi nhà này nè, đúng không Thùy Anh? Đâu? À đúng không? Mình có cái này. Tổng cộng là mình đang có cái này đâu. Đây nè. Cơn suối nào phải là cơn. Hình như mình có suối rồi nè. Mình có suối rồi. Đây là suối. Và mà chỗ ở của Hachimo chúng mình là chỗ suối này. Các bạn đã thấy không? Chỗ suối này. Đây là tổng cộng có mấy Hachimo. Rồi bây giờ mình sẽ mở thắt kim trứng ra. Ủa nhìn rồi vô anh đẹp không? Đẹp. Nè, cho nè. Ok, đó là chỗ ẩm trứng. Cái con này để qua một bên. Rồi, mình sẽ để em này lên. Rồi. Làm cái gì? Bây giờ mình gỡ trứng ra. Đây, các bạn bấm vô cái gì nha. Ấn vô. Ra một em đưa cho các bạn xem. Các bạn ơi, đây là một con nhím. Ồ, dễ thương quá. Con này con ong. Phải con ong không? Phải nè. Ờ đúng rồi, con ong. Dễ thương quá. Con này đẹp quá. Đây, con này màu xanh vô. Em lựa đúng màu của em. Nè, em thông minh dữ. Em lựa đúng màu. Rồi khoe đi, khoe. Penny, ừ, đẹp Penny quá. Các bạn ơi, bây giờ bé sóc của em, bé sóc quên rồi. Ủa, Bibi đâu rồi? Hả? Bé sóc rồi. Mình nó mới đầy mất nè. Kìa. Đâu? Kìa. Kìa đâu? Kìa đâu kìa. Xem coi. Dở cái tờ báo lên. Tờ báo không dở rồi. À, nó nè. Ủa đâu rồi? Kìa bà. Cho em này lên. Đây là những... Hachimo có nói không? Dạ không được, cái Hachimo bự mới nói được. Ừ. Nó mới được xứng này. Em này là vua nè, em sẽ ngồi trên suối để tuột xuống. Mỗi lần tuột xuống. Cái này cái võng nè, cái võng. Đúng rồi, cái võng. Wee. Mình đang ở trên đây này các bạn ơi. Hay thôi. Còn mình sẽ tuột. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên đó nha. Mình sẽ lên trên đây. Bạn qua đây với mình nè. Ủa bạn cánh cục đâu rồi? Bạn cánh cục qua đây. Quay nè bạn chủ qua đây. Bạn chủ qua đây. Rồi xoay thôi. Em xoay bên kia đi. Xoay thôi. Thật ra mình đã có một cái này rồi nè mấy bạn. Mình có một cái ngôi làng này. Rồi xong bây giờ mình sẽ tuột. Mình đây. Có cái ngôi làng này nè mấy bạn nè. Thôi bây giờ mình sẽ tuột đây. Xong bây giờ mình rồi sẽ... đã xong chưa? Lên mây. Rồi chào tạm biệt các bạn. Quý vị các bạn đi. Chào tạm. Ủa, biệt này là các bạn hả? Nhớ gì mà quên. Nhớ đăng ký kênh. Nhớ đăng ký kênh xong anh channel. Nhìn vô ống kính nè, tự nhiên nói chuyện với các bạn mà không nhìn vô đây. Nó đàng hoàng. Nhớ đăng ký kênh xong anh channel và bấm cái chuông để thông báo những cái clip mới nhất của xong anh nha, nhất của xong anh nè. Đã xem video clip của mình, bye bye. Bye bye. Cảm ơn em. Cảm ơn đã xem clip của xong anh channel. Yeah, lâu lắm mới gặp. Chị nói theo. Ê, ủa con này con nhím không con anh? Con này là con nhím thì nó